phát hiện một nữ giới tử vong trong chung cư mini ở Đình Thôn, Hà Nội. Mẹ ôm thi thể con khóc ngất trong vụ lật xe tải chở răm gỗ khiến ba người tử vong. Giải cứu người đàn ông đáp dù lượn vào đường điện cao thế. Israel ồ ạt không kích kho tiền của Hezbollah Phát hiện một nữ giới tử vong trong chung cư mini ở Đình Thôn, Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống lúc 1 giờ 20 phút ngày 21 tháng 10 tại ngõ số 39 Đình Thôn, Hà Nội, rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập để theo dõi vụ việc một nữ giới tử vong trong căn hộ chung cư mini. Một người dân cho biết, vụ việc được phát hiện tại căn chung cư mini số nhà 66 ngõ 39 Đình Thôn, khi người quản lý chung cư này lên mở cửa phòng thì phát hiện một nữ giới đã tử vong. Sau đó, người này đã báo cho lực lượng công an. Theo thông tin ban đầu của người dân, nạn nhân là nữ giới quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Cũng theo ghi nhận, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Đến 1 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành giải tán đám đông hiếu kỳ, đảm bảo an ninh trật tự. Thông tin từ báo giao thông, mẹ cháu bảo khóc ngất, liên tục gọi tên con trai, còn ba mẹ cháu nam cũng ngất lịm, không thể đến bệnh viện để đưa con về. Cả hai cháu và người chú tên là Phúc đều tử vong trong vụ bị xe tải chở răm gỗ đè xảy ra tại thành phố Quy Nhơn. Trưa ngày 20 tháng 10, tiếng khóc than vang cả một góc nhà xác bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Rất nhiều người thân, bà con của các nạn nhân trong vụ lật xe tải chở răm gỗ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày có mặt ở đây, không khí tang thương bao trùm. Một số người thân trong gia đình đứng quanh bên thi thể của cháu Trần Nhật Nam, sinh năm 2015, trú tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Tuy nhiên, ba mẹ cháu không thể đi đến bệnh viện được vì liên tục ngất xỉu sau khi nghe tin con tử vong. Một người thân trong gia đình cho biết ba cháu Nam công tác tại Trung đoàn Không quân 940 đóng tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ba cháu có mối quan hệ thân thiết với anh Nguyễn Thọ Phúc vì vừa là đồng nghiệp, vừa là đồng hương. Người thân gia đình cháu Nam cho hay, sáng nay anh Phúc xuống chờ cháu Nam và cháu Bảo đi chơi, giữa đường thì gặp tai nạn. Nghe tin con mất, cả bố và mẹ cháu Nam đều ngất xỉu, không thể xuống bệnh viện được. Được biết, anh Nguyễn Thọ Phúc sinh năm 1993, quê ở tỉnh Nghệ An, là đồng hương của gia đình cháu Nam. Sáng Chủ nhật khi được nghỉ, anh Phúc thường từ đơn vị tại huyện Phù Cát xuống Quy Nhân để đưa cháu Nam đi chơi vì anh có mối quan hệ thân thiết với gia đình. Sáng nay, khi chở hai cháu đi chơi bằng xe máy thì bị xe tải chở răm lật trúng khiến cả ba tử vong. Hiện gia đình anh Phúc đang từ quê vào Quy Nhân để đưa thi thể của con về. Bên cạnh thi thể của cháu Nam là thi thể của cháu Phan Bùi Gia Bảo, sinh năm 2015, trú tại khu phố 8, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn. Ông con trai vào lòng, mẹ cháu Bảo gào khóc trong tuyệt vọng. "Dậy đi con ơi, con nói con đi chơi rồi con về cơ mà, ai kêu con tôi dậy với, sao để con tôi nằm đây thế này?" Một người bác của cháu Bảo cho biết, mẹ cháu là giáo viên, còn bố cháu là lao động tự do, gia đình quê ở Hà Tĩnh vào đây lập nghiệp chiều ngày 20 tháng 10, sau khi hoàn tất thủ tục, gia đình đã đưa thi thể cháu về quê, tổ chức mai táng. Chiều ngày 20 tháng 10, trao đổi với báo giao thông, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an thành phố Quy Nhân và Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra vụ tai nạn. Đại tá Nguyên nói, cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, phải khám xe, truy xuất camera hành trình để xác định tốc độ của phương tiện và xác định nguyên nhân vụ tai nạn, hiện vẫn chưa có kết quả. Theo văn phòng quản lý đường bộ 304 thuộc khu quản lý đường bộ 3, cục đường bộ Việt Nam, vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này nằm trong khu vực vòng xuyến Cố Lộ 1D, ngã năm Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn khu vực này, đơn vị đã lắp đặt các biển báo hạn chế tốc độ tối đa cho phép 40 km h ở cả hai chiều. Lãnh đạo văn phòng quản lý đường bộ 3.4 chia sẻ, đây là đoạn đường vào vòng xuyến, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao thường xảy ra xung đột. Đoạn này, phương tiện chỉ đều lưu thông tốc độ tối đa là 40 km h nếu chạy nhanh sẽ rất dễ dẫn đến tai nạn. Như đã đưa tin, vào lúc 10 giờ 8 phút ngày 20 tháng 10, tại km 9 trên quốc lộ 1D, đoạn ngã 5 Tây Sơn, thuộc tổ 23, khu phố 3, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm trên, ô tô tải biển kiểm sát 77H02517 do Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1990, trú tại xã Mỹ Lợi, huyện Phủ Mỹ, Bình Định, điều khiển đi trên quốc lộ 1D hướng Nam Bắc. Khi đến khu vực trên, xe này bị lật đè lên phương tiện và người tham gia giao thông đi cùng chiều. Vụ tai nạn đã khiến ba người tử vong, gồm Trần Nhật Nam, sinh năm 2015, trú tại đường Chi Lăng, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Phan Bùi Gia Bảo sinh năm 2015, trú tại khu phố 8, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn và Nguyễn Thọ Phúc sinh năm 1993 ghi nhận từ báo giao thông cho biết vừa qua mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường qua khu công nghiệp nguyễn đức cảnh thành phố thái bình tỉnh thái bình khiến một người thiệt mạng hành khách hay tài xế taxi có lỗi theo hình ảnh camera giám sát hành trình trên xe buýt ghi lại, cuối giờ chiều ngày 18 tháng 10, người đàn ông lái xe máy đang đi trên tuyến đường Trần Thủ Độ thì chiếc taxi màu xanh bất ngờ mở bung cánh cửa phía sau bên trái phía lòng đường, người đi xe máy bị cánh cửa xe taxi hất ngã. Đúng lúc này, xe buýt chạy tới tông tử vong nạn nhân. Sau khi clip về vụ tai nạn được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người rất bức xúc về sự tùy tiện bất cần, vi phạm quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông của người khách ngồi trên chiếc taxi. Đồng thời nhiều người tranh luận về việc tài xế taxi hay tài xế xe buýt, người khách mở cửa xe sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đi xe máy tử vong này. Luận bàn về nội dung này, luật sư Quách Thành Lực, giám đốc công ty luật pháp trị, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết khi ngồi trên ô tô tham gia giao thông, không chỉ tài xế mà bất cứ người nào cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về an toàn giao thông. Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định về trách nhiệm của người điều khiển phương tiện khi dừng đỗ xe phải có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết, cho xe dừng đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc là khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy. Trường hợp lề đường hẹp hoặc là không có lề đường thì phải cho xe dừng đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình trường hợp trên đường đã xây dựng nơi dừng xe đỗ xe hoặc là quy định các điểm dừng đỗ xe thì phải dừng đỗ xe tại các điểm đó sau khi đỗ xe chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn nếu xe đỗ chiếm một phần đường xe chạy phải đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết đặc biệt không mở cửa xe để cửa xe mở hoặc là bước xuống xe khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn Căn cứ quy định trên, tài xế có trách nhiệm đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn khi dừng đỗ xe, trong đó tuyệt đối không được để cửa xe mở khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Như vậy, nếu tài xế không đảm bảo các biện pháp này, dẫn đến khách ngồi sau mở cửa xe bên trái khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn thì tài xế cũng phải chịu trách nhiệm khi tai nạn xảy ra ngược lại trường hợp tài xế đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật nhưng người ngồi phía sau vẫn cố tình thực hiện gây tai nạn đây là sự kiện nằm ngoài kiểm soát của người điều khiển phương tiện khi đó người lái xe sẽ được xác định là không có lỗi được miễn trách nhiệm Lúc này, hành khách ngồi sau xe gây tai nạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với hành vi mở cửa xe bất cần gây tai nạn khiến một người tử vong. Và tài xế này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự với mức hình phạt lên đến 15 năm tù. Tài xế xe buýt có phải chịu trách nhiệm hay không? Ngoài ra trong vụ việc trên, trách nhiệm của tài xế xe buýt cũng là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Theo luật sư Quách Thành Lực, vấn đề mấu chốt cần làm rõ là người lái xe buýt đã tuân thủ đầy đủ các quy định của luật giao thông đường bộ về tốc độ làn đường và cách xử lý khi gặp sự cố hay chưa. Nếu tài xế đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, còn va chạm xảy ra trong một khoảnh khắc rất ngắn, người bị hại ngã xuống đường một cách đột ngột khiến tài xế không thể kiểm soát tay lái, dẫn tới chết người, đây có thể được đánh giá là sự kiện bất ngờ theo quy định tại điều 20 Bộ luật hình sự 2015. Theo điều 20 Bộ luật hình sự, người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc là không buộc phải thấy trước hậu quả thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, nếu kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy tài xế xe buýt hoàn toàn không có lỗi và đã tìm cách hạn chế tối đa hậu quả, song do sự kiện bất ngờ nên thiệt hại vẫn xảy ra, người này sẽ được miễn trách nhiệm hình sự và cũng không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, luật sư lực nhận định. Ngược lại nếu kết quả xác minh cho thấy người này chưa tuân thủ các quy định pháp luật về giao thông đường bộ như không đi đúng tốc độ cho phép, thiếu chú ý quan sát gây ra va chạm với người bị hại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì người này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự 2015. Theo báo VN Express thông tin, hàng trăm trinh sát ma túy hình sự kết hợp với cảnh sát cơ động tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh ADM, COSO, Vip Lounge, Nation ở thành phố Biên Hòa lúc dạng sáng ngày 20 tháng 10. Đây là các cơ sở dịch vụ ăn uống không có giấy phép quán ba vũ trường. Hàng trăm người thấy cảnh sát đã tháo chạy xong đều bị khống chế. Trong 625 trường hợp, trong đó có 135 nhân viên bị kiểm tra, nhà chức trách ghi nhận 17 nam và 7 nữ dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 6 người nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, một thanh niên tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu được một bịch ma túy, thuốc lắc, 32 bình sử dụng sisa, 36 hộp sisa, trong đó có 4 hộp đã sử dụng, 21 bình nghi là khí cười, 507 bóng cười, 69 chai rượu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo nhà chức trách, bốn cơ sở trên vi phạm nhiều hạng mục phòng cháy chữa cháy. Dẫn nguồn tin từ báo Tiền Phong cho biết, ngày 20 tháng 10, công an xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bàn giao một xe tải, một xe ô tô và 10 xe độ, tức là xe máy đã thay đổi kết cấu, cùng hơn 10 thanh niên cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức để xử lý theo thẩm quyền. Trước đó vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, công an xã Suối Nghệ tuần tra trên đường thì phát hiện một xe tải và nhiều ô tô du lịch đang đậu tại một khu công nghiệp trên địa bàn. Khi lực lượng công an đến nơi thì các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Tại hiện trường, công an đã phát hiện một xe tải và một ô tô du lịch. Trong thùng xe tải có 10 xế độ và trên ô tô có hơn 10 thanh niên. Công an xã Suối Nghệ đã đưa các phương tiện cùng với các thanh niên liên quan về trụ sở để làm rõ, sau đó bàn giao cho Công an huyện Châu Đức điều tra xử lý. <laughs> Giải cứu người đàn ông đáp dù lượn vào đường điện cao thế Chiều ngày 20 tháng 10, xác nhận vụ việc trên với Việt Nam Net, ông Nguyễn Cường Biện là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Tiến cho biết khoảng 13 giờ chiều nay, anh Hát trong lúc đáp xuống mặt đất đã mắc phải đường điện cao thế đi qua xã. Ông Biên thông tin thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, Điện lực thành phố Hòa Bình đã cắt điện để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng đã huy động người và phương tiện cứu hộ thành công anh hát. Theo ông Biên, trên địa bàn xã hiện nay chưa cấp phép cho cá nhân tổ chức chơi thể thao dù lượn. Bắc Ninh, căn nhà 5 tầng bốc cháy ngùn ngụt giữa đêm. Theo báo Điện tử Kinh tế và Đô thị đưa tin, tối ngày 20 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy tại một ngôi nhà 5 tầng, nhà ở kết hợp với kinh doanh bạt nhập khẩu ở thị trấn Lim. Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội tại ngôi nhà 5 tầng nên báo lực lượng chức năng. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa do hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh đồ dễ cháy nên ngọn lửa bốc lên dữ dội kèm cột khói cao hàng chục mét bao trùm kèm nhiều tiếng nổ một nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn nhiều người trong cơ sở đã chạy được ra ngoài bước đầu xác định vụ cháy đã thiêu dụi hoàn toàn xưởng của cơ sở này và bén sang nhà năm tầng khiến ngôi nhà hư hỏng nặng ngoài ra những nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề do lửa cháy lan nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được nhà chức trách địa phương làm rõ 52 điểm có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở miền Trung. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ qua, từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 21 tháng 10, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to và rất to, như giao An Thanh Hóa 48,6 mm, Châu Bình Nghệ An 54,4 mm, Sơn Kim Hà Tĩnh 121,2 mm, Bắc Trạch Quảng Bình 109,4 mm, Vĩnh Tú Quảng Trị 97,6 mm, Giang Hải Thừa Thiên Huế 86,4 mm, Bà nạ Đà Nẵng 48,2 mm, Xuân Bình Quảng Nam 121,2 mm, Nghĩa Thọ Quảng Ngãi 88 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong 3 tới 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Thanh Hóa, Nghệ An mưa từ 30 tới 70 mm, có nơi trên 130 mm. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa từ 20 tới 50 mm, có nơi trên 100 mm lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường uy hiếp tính mạng của người dân gây tắc nghẽn giao thông cục bộ làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện phá hủy các công trình dân sinh kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất hoạt động kinh tế xã hội cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý ra soát các điểm nghẽn dòng các vị trí sung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh ứng phó Trước đó, cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ về lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị. Theo đó, trong vòng 5 giờ qua, từ 0 giờ đến 5 giờ, ngày 21 tháng 10, khu vực các tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị đã có mưa vừa mưa to đến rất to, như là Thượng Tiến 55mm, Hồ Cạn Thượng Hòa Bình 36,8mm, Vĩnh Tú 71mm, Hiền Lương Quảng Trị 70,6mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong vòng 3 tới 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hòa Bình mưa từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 70 mm; Quảng Trị mưa từ 30 tới 60 mm, có nơi trên 100 mm. Trong vòng 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt là tại các huyện Hòa Bình như ở Cao Phong, Kim Bôi, Mai Châu, Tân Lạc, ở Quảng Trị như Cam Lộ, Đa Cơ Rông, Do Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh. Báo Lao động cho hay, theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20 tháng 10, khu vực Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 20 tháng 10 có nơi trên 50 mm như Thạch Sơn Hà Tĩnh 57,4 mm, Phú An Thừa Thiên Huế 75,6 mm vân vân. Khu vực phía đông bắc bộ chiều tối và đêm ngày 20 tháng 10, dự báo không khí lạnh yếu sẽ gây mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 10, một không khí lạnh khác bổ sung xuống các tỉnh miền Bắc. Cường độ của đợt không khí lạnh này mạnh hơn và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết các tỉnh bắc bộ. Ông Vũ Anh Tuấn nhận định về tác động của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa và nhiệt độ giảm, trời trở lạnh về đêm và sáng, gió mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ có thể mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ đêm ngày 20 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 dự báo có mưa vừa mưa to và dài rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 40-90mm, tới 90mm. cục bộ có nơi 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn với lượng mưa lớn hơn 100 mm trong vòng 6 giờ. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định từ đêm ngày 22 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 dự báo có mưa vừa mưa to cục bộ có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa từ 30 đến 50 mm cục bộ có nơi trên 80 mm. Nguyên nhân của đợt mưa này do ảnh hưởng của không khí lạnh bổ sung kết hợp với các nhiễu động gió đông trên cao. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối ngày 20 tháng 10 dự báo có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin từ báo Dân trí cho biết, Nga đã triển khai trực thăng tấn công quân nhân và vũ khí của Ukraine ở Kursk, gây tổn thất lớn cho Kiev. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 20 tháng 10 tuyên bố, trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã đánh bại 8 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kursk và tiếp tục các hoạt động tấn công ở mặt trận này. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các bước tiến của lực lượng Moscow trong việc đẩy lùi các đơn vị của Ukraine ở Kursk. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc của Nga vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công, đánh bại các đơn vị của các lữ đoàn cơ giới số 22, 47 và 115, lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, cũng như các lữ đoàn phòng thủ 103 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư là Kolmakov, Kruplenkoje, Liubimovka, Bimovka, Nidniklin, Novoivanovka, Novibut, Plekovo, Tonsiluk. Chekaskaya Konopenka và Chekaskoye Các lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa tiếp tục phá hủy các khu vực tập trung quân và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kursk cũng như lực lượng dự bị của Kiev ở Sumy. Vùng Sumy của Ukraine là khu vực giáp biên giới Nga, được cho là nơi Kiev điều động quân sang lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông báo trực thăng MI-28NM đã hạ gục một nhóm quân Ukraine và xe bọc thép gần biên giới vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các kíp lái trực thăng Mi-28NM đã tấn công quân nhân Ukraine và xe bọc thép quân sự bằng tên lửa gần biên giới Kurs. Theo báo cáo từ lực lượng kiểm soát không lưu tiền phương, các quân nhân Ukraine và xe bọc thép quân sự đã bị phá hủy. Các kíp lái trực thăng Ka-52M của Nga cũng ngăn chặn việc luân chuyển quân Ukraine tại các khu vực biên giới ở vùng Kurs. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc tấn công đã được thực hiện vào các mục tiêu của đối phương bằng tên lửa phóng từ trên không. Sau khi sử dụng vũ khí phóng từ máy bay, các kiếp lái đã bắn pháo sáng và quay trở lại căn cứ. Các xe bọc thép và quân nhân của Ukraine đã bị xóa sổ. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong vòng 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 310 quân, 9 xe bọc thép đã bị phá hủy, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân M113, 7 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 6 khẩu pháo và 6 ô tô, hai hệ thống tác chiến điện tử Enklep và một hệ thống ta phản pháo. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích vào Kursk hồi đầu tháng 8, quân đội Ukraine đã mất hơn 25.050 quân nhân, 167 xe tăng, 83 xe chiến đấu bộ binh, 103 xe bọc thép chở quân, 964 xe chiến đấu bọc thép, 660 ô tô, 210 khẩu pháo, cùng hàng loạt thiết bị quân sự khác lực lượng Ukraine cho đến nay vẫn tiếp tục giao tranh ở Kursk, mặc dù quân đội Nga tuyên bố giành lại một số vùng lãnh thổ mà Kiev kiểm soát. Trước đó, Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư trên diện tích khoảng 1.300 km vuông ở Kursk. Theo ông Alodinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch Kursk được tiến hành để chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận phía đông Ukraine, đồng thời tăng số lượng binh lính Nga bị bắt để sử dụng làm một phần của quỹ trao đổi tù binh giữa hai nước. Tuy nhiên, việc Ukraine kéo căng lực lượng để đưa quân lên tấn công vùng Kursk khiến hàng phòng thủ ở miền đông lộ ra điểm yếu và Nga đã khai thác lỗ hổng này. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk đầy Kiev vào thế khó. Thông tin từ báo dân chí, Israel đã không kích hàng loạt chi nhánh của tổ chức tài chính có liên quan đến Hezbollah ở thủ đô Beirut, Lebanon trong nỗ lực nhằm phá hủy nguồn lực tài chính của phong trào này. Không lâu sau khi quân đội Israel đưa ra cảnh báo sơ tán, hàng loạt vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Beirut của Lebanon cuối ngày 20 tháng 10. Theo truyền thông Lebanon, Israel tiến hành ít nhất 11 cuộc không kích vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, cách biên giới Israel khoảng 100 km. Các cuộc tấn công nhắm đến chi nhánh của tổ chức tài chính Anqua Al Al-Hassan, một trong các chi nhánh bị nhắm đến nằm gần sân bay dân sự duy nhất ở Beirut. Hiện chưa rõ thương vong và thiệt hại sau đợt tấn công này của Israel, song một video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy sân bay ở ngoại ô Beirut dường như vẫn hoạt động bình thường. Anqua Al Al-Hassan là tổ chức tài chính mà Mỹ cho rằng Hebola sử dụng để quản lý tài chính, chi trả cho các hoạt động quân sự của Hebola. Anqua Al Al-Hassan có hơn 30 chi nhánh khắp Lebanon, trong đó có 15 chi nhánh ở các khu vực đông dân cư ở trung tâm Beirut và các vùng ngoại ô. Chính phủ Lebanon Hezbollah cũng như là tổ chức Anqua Al Al-Hassan chưa bình luận về cuộc tấn công của Israel. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari thừa nhận các cuộc tấn công nhắm đến Anqua Al Al-Hassan trên khắp Lebanon nhằm phá vỡ mạng lưới tài chính của Hezbollah và làm sói mòn lòng tin giữa tổ chức này và tín đồ Syria. Ông Hakari cho biết Anqua Al Al-Hassan đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động của Hezbollah. Tổ chức này hoạt động như một ngân hàng trong khi vẫn bị ngắt kết nối với Squibb. Khi được các nhà báo hỏi liệu các chi nhánh của Anqua Al -an Hassan có thể được coi là mục tiêu quân sự hay không, một quan chức tình báo cấp cao của Israel cho biết mục đích của cuộc tấn công này là nhằm vào khả năng hoạt động kinh tế của Hezbollah cả trong giai đoạn xung đột và tái thiết sau này. Dạng sáng ngày 20 tháng 10, quân đội Israel cũng không kích vào trụ sở cơ quan tình báo và một xưởng chế tạo vũ khí dưới lòng đất của Hezbollah ở Beirut. Israel đã tăng cường các chiến dịch quân sự ở cả Gaza và Lebanon sau khi thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa bị hạ sát hồi tuần trước, làm dấy lên hy vọng mở ra không gian mới cho các cuộc đàm phán ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột hơn một năm qua giữa Israel và các nhóm vũ trang có liên hệ với Iran. Khi cuộc bầu cử ở Mỹ đang đến gần, giới quan chức nhà ngoại giao và các nguồn tin khác trong khu vực cho biết Israel đang tìm cách thông qua các hoạt động quân sự để cố gắng bảo vệ biên giới của mình và đảm bảo các đối thủ không thể tập hợp lại. Israel cũng đang chuẩn bị trả đũa vụ tấn công tên lửa của Iran hồi đầu tháng này giữa lúc có lo ngại không loại trừ khả năng Israel nhắm đến cơ sở dầu khí và hạt nhân của Iran. Iran tuyên bố cuộc chiến chống lại Israel sẽ tiếp tục ngay cả khi một loạt chỉ huy cấp cao của các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến do Tehran dẫn dắt bị Israel hạ sát. Hezbollah tuần trước cho biết căng thẳng với Israel đã bước sang giai đoạn mới, phong trào này gia tăng các vụ tấn công vào Israel. Theo quân đội Israel, trong ngày 20 tháng 10, Hezbollah đã phóng ít nhất 200 quả đốc kết vào miền Bắc nước này. Các cuộc tấn công gây một số thiệt hại nhưng không có thương vong. Theo thông tin từ báo Người lao động, Nga nỗ lực giành kiểm soát vùng Donbass và đã áp sát ngoại ô thị trấn Selidove. Theo các blogger thân Nga, lực lượng Nga đang giao tranh trên đường phố với quân đội Ukraine ở ngoại ô thị trấn Selidove phía đông Ukraine khi Moscow nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Reuters cho biết đa tiến công của lực lượng Nga vào tháng 9 là nhanh nhất kể từ thời điểm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 3 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông muốn giành được toàn quyền kiểm soát vùng Donbass. Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga bao vây các thị trấn ở khu vực Donetsk, sau đó từ từ siết chặt cho đến khi quân đội Ukraine buộc phải rút lui. Theo các blogger thân Nga, điều tương tự đang diễn ra ở Selidove, nơi có dân số hơn 20.000 người trước xung đột. Ông Yuri Podolnyaka, blogger quân sự thân Nga nổi tiếng gốc Ukraine cho biết giao tranh nổ ra trên từng con phố, cuộc tấn công vào Selidovê ngày càng gia tăng. Các blogger thân Nga khác cũng đăng tải video về vụ pháo kích dữ dội vào Selidovê. Cả bộ quốc phòng Nga lẫn Ukraine đều không bình luận về những diễn biến trên. Theo Reuters, Nga đang kiểm soát khoảng 80% lãnh thổ Donbass và hiện tiến về phía Tây xung quanh các thị trấn quan trọng về mặt chiến thuật Pokrovsk và Kudakove. Ngoài ra, Nga được cho là đã kiểm soát khoảng 1 phần năm lãnh thủ Ukraine, 5 lãnh thổ Ukraine, 98,5% khu vực Luhansk và 60% khu vực Donetsk. Trong khi đó, vào ngày 20 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 100 máy bay không người lái UAV của Ukraine bị phá hủy khi cố gắng nhắm mục tiêu vào các cơ sở ở một số khu vực của Nga trong đêm. Theo đó, lực lượng phòng không Nga đã chặn hoặc tiêu diệt 110 UAV, 43 chiếc, trong số đó bị hạ ở vùng Kurs, gần biên giới, nơi giao tranh nổ ra kể từ đầu tháng 8. 27 chiếc khác bị phá hủy ở vùng Lipetsk, 18 chiếc ở vùng Odeon và 8 chiếc ở vùng Nizhny Novgorod. Lần lượt 7 và 6 chiếc UAV bị phá hủy ở khu vực Benkodot và Bryansk, một UAV bị bắn rơi trên khu vực Moscow. Thống đốc vùng Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin nói rằng cuộc tấn công cục bộ nhằm vào một khu công nghiệp bên ngoài thành phố chính của khu vực, cách tiền tuyến 800 km. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết một UAV của Ukraine bay về phía thủ đô Nga đã bị bắn rơi ở phía đông nam thành phố, nhưng không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Ukraine thường tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sâu vào lãnh thổ Nga, mục tiêu là các cơ sở năng lượng và công trình khác.